Nương tử, mau đến đây đi nương tử. Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời dùng. Tướng công à, hôm nay tâm trạng tốt vậy, mời kính mình một ly. Nương tử, hai cái đùi gà, mỗi người một cái. Sao vậy? Đau bụng quá. Quỳnh sao vậy? Tấn công. Quỳnh sao vậy? Hả? Nương tử, muội thường nói bỏ độc hại huynh, huynh tưởng muội chỉ nói thôi, muội hạ độc chết thân phu thiệt rồi. Chịu có độc. Tiểu Hoàng thăm kiếm ngạch đồ tổng quản. Tiểu Hoàng, người đến Niêm Càn Sứ 8 năm. 8 năm nay ta vẫn huấn luyện ngươi. Bây giờ cuối cùng có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi làm. Kể từ hôm nay, ngươi phải làm một người khác. Tên Triệu Ngọc Khanh, đến Chiết Giang gả cho một người tên Châu Bỉnh làm thê tử. Sau này phải giám sát hắn ngày đêm. Thật ra manh mối này bọn ta đã theo dõi nhiều năm, nhưng lâu nay vẫn không có kết quả. Thật ra phải điều tra chuyện gì? Bí mật năm xưa, hành thích Ung Chính Gia. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, điều tra từ nơi hắn, thân phận của kẻ chủ mưu đứng phía sau năm xưa. Dạ tổng quản. Sau này chúng ta lấy khói xanh làm hiệu, nhìn thấy khói xanh gặp mặt ở đây. Ngọc Khanh tuân lệnh. Có lộn không vậy? Sao muội đâu cần phải đạm mạnh như vậy? Huynh chứ có lộn hay không mới phải đó. Muội và huynh thành thân mới 3 tháng thôi, đêm nào huynh cũng ra ngoài ra chơi đến tận khuya mới về. Huynh đâu có đi chơi đâu. Toàn mùi phấn son còn nói là không đi chơi nữa. Quỳnh đi đâu? Quỳnh chỉ góp vui lấy lệ thôi mà. Góp vui lấy lệ tức là đi chơi rồi. Quỳnh chỉ diện công, Quỳnh lão gia muốn đám mặt Liêu tụi Quỳnh hầu khách, Quỳnh cũng đâu có muốn đâu. Sau này Quỳnh mà còn chơi nữa, có tin mùi độc chết Quỳnh không? Đủ rồi nha, đừng tưởng là mùi giữ thì được đó. Không được giữ sao? Mùi còn đánh Quỳnh nữa đó. Đừng có chạy. Cô Mẫu, có sao không? Nè. Châu phu nhân, lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Thuốc giải đâu?